Đi trên nước luôn nhá các bạn nhá. Không biết là còn nó đi được trên nước không ấy. Nào, nèo xem nào. Cố lên. À, có đi vào cái kính ra để anh xem không? Các bạn ơi, một phát xuống ruộng luôn. Quý đi bà Tam ơi, anh không chơi trò này nữa đâu. Mệt lắm, lần nào ném rác cũng bay xuống ruộng đi nhặt mỏi chân ấy, mỏi chân ấy. Tại vì rồi anh điên rồi. Đúng. Thế thì hay bây giờ anh em mình chơi trò khác đi anh ơi. Được rồi, thế thì hôm nay anh em mình sẽ trở về tuổi thơ các bạn nhá. Với những trò chơi cực kỳ hay. Bây giờ từng người một sẽ làm các trò chơi xem ai làm được nhiều hơn nhá. Được. Đi thôi. Ui, con thạch thùng anh ơi. Đâu rồi. Thôi bắt làm gì thạch thùng, xuống đây. Anh cho em xem trò chơi tuổi thơ của anh, đó là trò chơi trong chóng bay trong gió. Trong chóng bay trong gió. Các bạn ơi, quân hiếp gì thế nào? Rồi. Tỉnh chưa? Đây này, ở đây anh đã chuẩn bị nhét nhiều cung nhựa. Bây giờ anh sẽ làm trong chóng bay vút trên trời luôn. Giữ tay để anh dán nào. Giữ này à? Giữ chặt nha. Trong chóng bay trong gió nghe oai nhưng mà không biết có bay được không các bạn ạ. Tí thử xem nào. Chắc là bay được rồi. Vòng chun nhá. Đó, để thành một cái dây gọi là bắn người. Đây anh bắn cái này xem nào. Để anh buộc vào đây đã. Nhìn anh bắn đây này. Ôi các bạn ơi. Bay tấp tè. Thế mà kêu trong chóng bay trong gió. Tưởng gì chứ trò này em cũng biết. Em làm mới là chuẩn đấy nè. Đâu, để anh xem bắn nào. Đi đây nhá. Cuốn căng của đi ạ, phải cuốn căng. Cuốn nào. Lâu quá rồi không chơi nên anh quên mất rồi. Đâu? Đây là cái que thì mình phải đặt ở bên này nha. Đấy, bên ngoài ấy. Đó, sau đó. Cao quá các bạn ơi. Rất xa luôn, cuốn hiếp. Gần đấy, chốt Hà Sam rồi. Của cậu đây, bây giờ cậu làm cái gì với hai cái lon này đây? Tớ làm bánh xe công lý à, sao ạ? Bánh xe công lý. Rồi, ok, đấy, một cái. Đóng cho cố à? Đấy, nghe anh ấy, bảo cho vào gỗ đóng ấy. Rồi, xong. Bây giờ em sẽ đúc cây sắt này vào đây anh ạ. Qua cho con hiếp. Hỏng rồi, hỏng ơi. Đây. Thế cho nhanh. Đấy. Rồi. Rồi, đây. Xong bây giờ là em sẽ uốn cong lên trên. Anh tay khỏe. Ui. Đây. Rồi. Ok anh. Đưa lên. Rồi. Rồi đấy. Lên trên. Cứ bình tĩnh, bây giờ em uốn cái này ra. Rồi, bánh xe công lý của em sắp thành công rồi anh ạ. Nhưng mà trò này phá làng phá xóm này các bạn ơi. Thế mà nghe tiếng này là tự nhiên các cô các
chú là bừng tỉnh dậy luôn. Đuổi chạy mất dép luôn các bạn. Phá làng phá chóng, phá giấc ngủ trưa này. Nếu mà cô Níu bảo là bánh xe công lý để cho chúng mình tò mò. Bây giờ trò của em mới gọi là hay nè. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị hai cái nắp chai, sau đó dán chúng lại. Tiếp theo chúng ta đóng đinh vào để làm chân con quay. Các bạn nhỏ ở nhà không được tự ý đóng đinh nhé, đinh nhọn rất là nguy hiểm. Dùng keo 502 cố định đinh với nắp chai. Ta lấy một cái chai uống hết nước, cắt lấy phần cổ chai, sau đó chúng ta cắt hai bên tạo thành rãnh để giữ con quay. Cuối cùng chúng ta lấy một đoạn dây buộc vào một cái que nhỏ để làm dây quay. Bây giờ là đến phần quan trọng nhất đây các bạn ơi. Chơi cái trò này giống hệt cái trò chơi con quay vô cực của các bạn bây giờ ấy. Còn đây là con quay nắp chai của Hà Sam. Không biết là có quay được không các bạn ơi? Cũng quay vô cực luôn anh ạ. Đây này, mình sẽ cho vào đây. Cổ chai. Đó. Còn đầu bên này là vào hai cái lúc ấy cắt đúng không? Đúng rồi anh ạ. Đây nè. Đâu, cậu quay thử nha. Nhìn nha, mọi người chuẩn bị tinh thần này. Một, hai, ba. Bây giờ là em với Quân sẽ đấu với nhau nha. Đây này, của tớ này, tớ làm được rồi. Giờ tớ chẳng cần cái cổ chai, tớ quấn vào thế này. Đâu, nhanh chóng là thế nào đây? Đấy. Từ từ, Quân đi. Xong chưa? Từ từ. Còn con Níp này vẫn quay lại. Quay lại. Các bạn ơi, ngày xưa thì chúng mình ấy không có nhiều đồ chơi như bây giờ đâu. Thế nên là những trò chơi như thế này, chế tạo từ nắp chai này, rồi chai nhựa như thế này là rất là quý và rất là thích nè. Bây giờ mình sẽ quay một lần nữa nha. Đấy, chưa? Đó, sáng tạo không ngừng nghỉ luôn các bạn ạ. Đấy. Còn bây giờ thì quá nhiều là đồ chơi rồi, nhưng mà chúng mình vẫn thấy những cái đồ chơi cũ như này rất là yêu quý và rất là thích các bạn nha. Đây, có một búp măng ngay gần đây rồi. À, tớ nhìn thấy một cái kìa. Ôi giời. Phải thông minh nghĩ ra cái đầu. Rồi. Này, cậu có biết cái trò quay măng không? Có. Tuổi thơ ai chẳng đã từng luôn. Đây này. Tớ với cậu thi đấu không? Chơi luôn. Nào. Dùng trước rồi các bạn ơi. Con của mình vẫn đang quay nè. Lại quay tiếp. Quay tí nữa dụng cho mà xem. Đấy. Ôi, của tớ sắp quét rồi. Ơi, quay mèo ác thật đấy nhở. Tại vì của cậu là bé hơn, còn của tớ là to hơn đây nè, nên là nó khó hơn. Thôi, tớ không chơi nữa. Nhìn thấy chè là tớ nghĩ ra một trò mà hồi bé bọn con trai tớ đứa nào cũng biết chơi luôn. Ôi trời, con Hiếp ơi, anh tưởng em đi bắn cái gì. Con Hiếp vừa mới chế tạo ra một cái súng trò chơi tuổi thơ là súng vòng chun các bạn ạ. Ui, súng này ngày xưa anh hay đi bắn ruồi con Hiếp ạ. Bắn ruồi. Ui. Rồi, bây giờ con Hiếp bắn lon nước các bạn nhá. Xem mà súng của con Hiếp có chính xác không các bạn ạ. Nào. Gần đến kia mà không trúng thì thôi đấy. Trượt các bạn ơi. Cố lên nào. Nhưng mà vẫn còn một lon nha. Đây, bắn bay luôn lon này này. À, đâu.
Chính xác, chính xác đấy. Nhìn anh ơi này, quả này không trúng thì thôi này. Bắn. À, đó. Làm đạn nhá các bạn nhá, làm đạn này. Nó vẫn không bị rơi, không rơi lại. Làm đạn này. Rồi. Nào, 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 nào. Bắn. Anh gấu đỏ ngắm toan xịt thôi. Súng này chưa quen các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, nhìn quả này nhá, mình bắn trúng luôn này. Bắn. Ôi, ba phát rồi, toàn xịt. Thôi lại giải em. Đó, nhầm 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 nhầm. Siêu đấy. Tiếp theo sẽ lại là một trò chơi siêu kinh điển. Anh sẽ làm xe lu Hà Thăng con híp nhá. À, xe lu à ghê. Em lại tưởng là anh làm ấy bánh xe công lý giống với lại con híp. Rồi, các bạn hãy tháo cái bánh xe công lý của con híp ra đây rồi. Để làm cái đồ của anh nhá. Đầu tiên là một cái ống mơ này, rồi một con ốc. Đấy, rất nhiều chun. Anh sẽ luồn chun qua con ốc này con híp ạ. Máy bay kìa các bạn ơi, máy bay kìa. Hồi bé mỗi lần mà có máy bay là anh đang ở trong nhà ăn cơm, anh cũng phải chạy ra nhìn máy bay là sao ạ? Lấy một sợi dây, sau đó chúng ta luồn vào con ốc. Đấy, các em thấy chưa? Rồi rồi, rồi anh ơi. Sau khi luồn vào con ốc thì chúng ta sẽ luồn vào một thanh que, thanh tre. Rồi, rút lên. Chưa, chưa, được anh ơi, từ từ đã. Còn nữa, rồi. Rồi, sau đó chúng ta cắt gọn gàng đẹp đẽ. Rồi chúng ta đúc vào một cái ống bơ như thế này. Chúng ta sẽ kéo sang bên này. Nào con híp đúc vào cho anh một cái que nào. Được chưa? Được rồi anh ơi. Rồi bỏ đây à. Rút cái cây ra rồi. Thế là cái xe của anh đã hoàn thành rồi đó. Hoàn thành rồi. Ôi anh ơi. Đơn giản không? Chỉ có thế thôi á. Em nghĩ làm sao mà đi được. Thế hồi bé em chưa được chơi trò này à? Em chưa. Bây giờ anh sẽ lên dây cót cho cái xe của anh à. Đây đây. Lên dây cót quay mong. À con híp đứng đầu đấy nào. Đây. À nhìn xe của anh đi này. Đó. À, đi rồi các bạn ơi. Nó lăn nè, nó lăn nè, nó lăn nè. Ôi. À. Quay vòng. Ôi, cẩn thận xuống rồi cái nhảy. Ê ê xuống rồi, xuống rồi. Ê xuống rồi. Bây giờ anh sẽ thử cho bọn em đi ở trên nước coi xem này. Đây. Đi trên nước. Đi trên nước luôn nha các bạn nha. Không biết là ấy, nó đi được trên nước không ấy. Không đi được trên nước rồi các bạn ạ. Chỉ được đi được trên bờ thôi. Cái bánh này chỉ đi được trên bờ thôi các bạn ơi. Trên bờ thì chạy vù vù luôn. Đáng ngon thì hết. Anh gấu đỏ, sao anh uống nước xong anh lại vứt chai lọ linh tinh này, phải vứt vào thùng rác chứ. Được, thôi được rồi. Em nghĩ ra trò này hay lắm anh ơi. Liên quan đến cái này, em sẽ làm trong chóng. Trong chóng à? Lại trong chóng bay trong gió à sao? Trong chóng bay trong gió. Lại trong chóng bay trong gió. Trong chóng bay trong gió. Gọi xuống đi. Không lại quay đơ ra đấy nữa. Đâu, xem Hà Sam làm rồi. Lần đầu tiên đấy làm trong chóng bằng một cái chai nhựa. Hồi bé làm cái này rồi à? Vâng. Ôi ôi. Nhưng hồi bé anh toàn làm trong chóng bằng lá dứa với lại lá dừa thôi. Nhưng mà nếu mà mình không kiếm được lá dứa thì sao đúng không? Mình chơi cái này được lâu hơn anh ạ. Bền hơn đúng không? Đúng rồi. Mỗi tội ngày xưa thì những chai nước ngọt như này là không to như này đâu anh ạ. Nó chỉ bé bé thôi. Sau khi mà cắt cái chai thành những cái hình như này rồi thì em sẽ bẻ từng cánh ra. Được mấy cánh đây Hà Sam? 2 này. Ui, nhiều lắm. 4 này, 6 cánh đều nhau nhá các bạn nhá. Dựa theo cái vân ở trên chai nước luôn đúng không? Vâng. Cắt thế nó mới đều anh ạ. Có vẻ hơi cứng ấy. Ôi, phải uốn từ từ nhá. Ta có một cái trông trống. Ta có một cái que. Đây xem nào. À trong chóng này hồi bé anh cũng chưa làm lần nào. Đây, anh nghĩ là nó có quay không? Không, nặng lắm. Quay nè, quay nè. Quay đi. Hết gió rồi. Đấy, tại anh nói to quá nên là gió nó không còn. Gió thổi bay cả tao em đây mà không có gió. Đấy bay. Nhưng mà tao em nó nhẹ.
đây này. Cái hơi bé. Đợi nha các bạn nha, đợi đó. Wow, của em quay tít ru luôn này ạ. Ơi, thấy chưa, đẹp chưa? 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 Ôi, gừng ơi. Phải quay bên này mới đón gió được này. Hết gió rồi. À đấy, chạy. Đây anh bạn thử xem nào. Các bạn ơi nhìn này, thích không, thích không? Các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay thì anh em chúng mình mỗi người nghĩ ra được hai trò chơi tuổi thơ các bạn ạ. Và các bạn thấy ấn tượng và yêu thích trò chơi tuổi thơ nào nhất thì hãy bình luận xuống bên dưới các bạn nhé. Và đừng quên like cho kênh Hà Sao nhá. Còn